Hôm nay giới thiệu các bạn bài toán khá thú vị như sau. Tức là cho này, ba số ABC, số A nhân B bằng 1, B nhân C bằng 2, C nhân A bằng 3. Bây giờ phim, tức là tìm cái này, tìm cái S đã bằng A bình cộng B bình cộng với C bình. Đó. Thì lúc này các bạn lấy ba cái phương trình này nhân lại với nhau. Đấy. Cái này nhân lại với nhau thì ta sẽ có là gì? AB nhân BC nhân với CA là 1 nhân 2 nhân 3. Thì ở đây sẽ có là ABC tất cả bình phương bằng 6. Đấy. Thì lúc này ta sẽ suy ra được là ABC bằng cộng trừ căn 6. Xét trường hợp 1, ABC bằng căn 6. Thì thay vào đây, thì ta sẽ có C là bằng ABC trên AB bằng căn 6 chia 1 bằng căn 6. Còn ở đây là B, A là ABC chia cho BC là căn 6 trên 2. Con C là bằng AB C. Đây là B AB C trên AC là căn 6 trên 3. Đấy. Vậy thì đây sẽ là S bằng A bình, tức là căn 6 bình cộng với căn 6 trên 2 bình cộng với căn 6 trên 3 bình. Đấy. Bằng 6 cộng với 6 phần 4, 6 phần 4 là 3 phần 2 cộng với 6 phần 9 là 2 phần 3. Đấy. Thì đây mẫu số chung là 6. Đây là 18, 6, 6, 3, 6, cộng với đây là 9, cộng với đây là 4, 3, 6, cộng 9 là 45, 45 là, cộng 4 là 49 trên 6. Đó là trường hợp thứ nhất các bạn. Trường hợp thứ hai là BABC bằng trừ căn 6. Thì các bạn vẫn nhân tương tự như vậy. Thì lúc này kết quả vẫn thay đổi, bởi vì là lúc đó là C cũng bằng trừ căn 6 này. Còn A là bằng trừ căn 6 trên 2 này. Còn B là bằng trừ căn 6 trên 3. Đấy. Vì là S cũng bằng là 49 phần 6. Vậy trong mọi trường hợp thì S sẽ bằng 49 phần 6 các bạn nhé. Vậy cái S của chúng ta là bằng 49 phần 6. Đấy. Kiểm tra C này là căn 6 trên A, B này. Rồi C này, B, C này, B, A là căn 6 trên 2. Còn B là căn 6 trên 3, bình phương này. 6, 6 trên 4 là 3 phần 4. 6 trên 9 là 2 phần 3. Đấy. Đây là một số chung là 6. 6, 3, 6, 6, 3, 6, 3, 9 là 4. Đây là 45 cộng 4 là 49 phần 6. Rồi ok các bạn nhé. Vậy kết quả như vậy. Vậy ở đây ta đã trả lời được câu hỏi là cái S này bằng bao nhiêu? Thì cái S này là bằng 49 phần 6. Đây bài toán khá thú vị các bạn. Bài toán này rất vui, quý vẻ. Đấy, các bạn có thể dùng bài toán này để ôn vào lớp 10 này. Lớp 10. Bồi dưỡng học sinh giỏi. Bồi dưỡng học sinh giỏi. Luyện học sinh khá, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Các bạn nhá. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhất.